thi hài tự bật nắp quan tài sau 7 năm qua lý giải của tiến sĩ Vũ Thế Khanh. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh cho rằng việc quan tài bỗng dưng bị bật nắp hoàn toàn có thể được giải thích bằng hiện tượng vật lý thông thường, hiện tượng tự nhiên. Những ngày qua, truyền thông thế giới đã không khỏi xôn xao trước thông tin thi hài cậu bé tự bật nắp quan tài sau 7 năm chôn cất. Hiện tượng chiếc quan tài đựng thi hài cậu bé El Agelito, một tuổi liên tục bật nắp sau 7 năm chôn cất Tuy nhiên, khi gia đình cậu bé thay cho, thì hai bằng quan tài mới có nắp kính trong suốt thì không còn hiện tượng nắp quan tài bị bật nữa. Gia đình cậu bé cho rằng, quan tài cậu bé liên tục bật nắp như vậy, nghĩa là cậu bé nhắn gửi một thông điệp từ thế giới bên kia, rằng cậu không muốn bị lãng quên, cậu muốn được mọi người nhìn thấy hàng ngày.